Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử Vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử Vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh và tài lộc của những con giáp phát tài phát lộc trong ngày 29 tháng 12 năm 2020. Để muốn biết được trong ngày này có những con giáp nào mà lộc lá đầy nhà, tiền tiêu xài không hết, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết nội dung của bài viết dưới đây. Về ba con giáp lộc lá đầy nhà, tiền tiêu xài mãi không hết trong ngày 29 tháng 12 của năm 2020. Theo tử vi ngày mới dự báo rằng trong ngày này thì có tốt ba con giáp sau đây sẽ có lộc lá đầy nhà, tiền tiêu xài không hết trong ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong số ba con giáp may mắn lộc lá đầy nhà trong ngày 29 tháng 12 này là con giáp người Tuổi Sửu. Nhờ vào khả năng sáng tạo và quyết đoán, người Tuổi Sửu có thể là cá kiếm được rất nhiều tiền bạc hơn. Tuy nhiên thì chúng ta nên phải cẩn thận suy nghĩ trước khi mà đưa ra những quyết định để tiêu dùng. Nếu không, bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn và khúc mắc vì là cá tính hấp tấp của chính mình. Trong số 12 con giáp thì bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh và thu được lợi nhuận nhiều hơn về tay mình. Càng dấn thân, dám nghĩ, dám làm thì thành công sẽ có được càng to lớn hơn. Và số may mắn của người Tuổi Sửu trong ngày hôm nay là số 1, số 6 và số 7. Và những số kiêng kỵ là số 9, số 3 và số 4. Màu sắc may mắn là màu xanh da trời, màu xanh lam, màu trắng và màu xám. Quý nhân phù trợ cho người tuổi này trong ngày hôm nay đó là người tuổi Hợi, người tuổi Dậu và người tuổi Thân. Còn người tiểu nhân mà người tuổi Sửu cần phải lưu tâm và để ý đó là người tuổi Mão, người tuổi Dần, người tuổi Tỵ và người tuổi Ngọ. Giờ cát tường trong ngày là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, giờ Tuất là 19 đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong số những con giáp may mắn trong ngày 29 tháng 12 này là con giáp người Tuổi Tỵ. Hôm nay thì Tỵ có tin vui, rất có lộc làm ăn, đặc biệt là với những người làm theo nghiệp kinh doanh và buôn bán. Cho dù trong tình hình kinh doanh khó khăn, nhưng là bản mệnh vẫn có thể gặp được đối tác tin cậy hoặc là lượng khách hàng tiềm năng ở trong tương lai. Hiện tại thì chưa có thể được nguồn thu nhập ổn định, nhưng trong tương lai thì thành quả sẽ đến với con giáp này. Và để tăng thêm thu nhập, và cách tốt nhất với con giáp này trong thời điểm hiện tại là làm thêm các công việc khác, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và tăng tiến tốt. Từ ít nó sẽ thành nhiều. Và những con giáp này hãy chuẩn bị mua két để đựng tiền trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý này. Và con số may mắn dành cho con giáp này trong ngày hôm nay đó là con số 2, con số 5 và con số 6. Và các số mà con giáp này phải kiêng kỵ trong ngày hôm nay đó là con số 8 và con số 9. Màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu trắng. Quý nhân phù trợ là người Tuổi Sửu, người Tuổi Mão, người Tuổi Dậu và người Tuổi Ngọ. Người tiểu nhân mà con giáp này cần phải đề phòng đó là người Tuổi Dậu, người Tuổi Tỵ, người Tuổi Thân và người Tuổi Hợi. Giờ cát tường trong ngày đối với con giáp này là 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ và giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong số 3 con giáp lộc lá dồi dào trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý này là con giáp người Tuổi Dậu.
Về tài vận, hôm nay thì bạn có được những niềm vui bất ngờ trong lĩnh vực tài chính lẫn cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên thì làm việc nếu có thể thì hãy chọn những người tuổi rắn, người tuổi rồng, người tuổi ngọ để hợp tác làm ăn thì càng thêm lợi nhuận, kiếm tiền lộc lá ngày càng gia tăng hơn. Còn việc đầu tư thì bạn nên phải suy nghĩ kỹ càng, tránh đưa ra những quyết định nóng vội có thể là thiếu chính xác, từ đó nó dẫn đến tình trạng thất thoát hao hụt về tiền bạc. Trước những quyết định trọng đại thì cần phải phân tích cẩn thận chi tiết tình hình trước mắt, không quên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Và con số may mắn cho người tuổi này trong ngày hôm nay đó là con số 1, con số 6 và con số 7. Và những số mà không hợp phải kiêng kỵ là con số 9, con số 3, con số 4, con số 2, con số 5 và con số 8. Màu sắc may mắn là màu trắng, màu xanh lam và màu xanh la trời. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, người tuổi Tý, người tuổi Thân và người tuổi Hợi. Người tiểu nhân đó là người tuổi Sửu, người tuổi Thìn, người tuổi Mão và người tuổi Dần. Giờ cát tường trong ngày là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về 10 ngày tới đây thì những con giáp này cần phải thận trọng vì rất dễ bị hung tinh theo bám, từ đó rất dễ hao tài tốn của. Nếu bạn là người làm ăn kinh doanh thì nên hãy cẩn thận và đề phòng, đừng nên đầu tư kinh doanh quá lớn. Còn với người làm văn phòng thì tuyệt đối đừng nên tụ tập chốn đông người, rất dễ gây họa thị phi trong 10 ngày tới đây. Và các bạn thân mến, thứ nhất đó là con giáp người tuổi Thân. Theo tử vi trong vòng 10 ngày tới đây thì những người tuổi Thân rất dễ gặp những điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Và trong lĩnh vực tình cảm hoặc tình yêu, hôn nhân của những người sinh năm Thân rất dễ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn. Hai người phải thận trọng, kẻo có người thứ ba chen vào, từ đó rất dễ bị tan vỡ đến chuyện tình cảm gia đình. Và theo tử vi ngày mới cho biết thì trong vòng 10 ngày tới thì bởi vận thế cuối tháng này hung tinh quy tụ, nó gây cho người tuổi Thân những cảm giác ức chế vì những chuyện rất nhỏ nhoi, và người tuổi Thân và những đối phương rất dễ xảy ra tranh cãi hơn bình thường. Nếu nửa kia là một người không khéo léo để không chuyện bé xé ra làm to, trong những ngày này thì người làm ăn kinh doanh cũng nên phải cẩn thận, không nên đầu tư vào những việc quá lớn, sẽ rất dễ gây đến chuyện tiền mất tật mang. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Sửu. Trong vòng 10 ngày tới thì những người tuổi Sửu sẽ có hai vấn đề lớn mà người tuổi Sửu phải đối mặt trên con đường vận trình tổng quan của bản thân đang đi vào thế xấu. Chủ yếu về sức khỏe của người tuổi Sửu nên lưu ý vào giờ giấc sinh hoạt hoặc ăn uống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình. Sau đó là các hung tinh tác động khiến cho tâm trí người sinh năm Sửu rất dễ bị kẻ gian hãm hại, làm cho mọi thứ không được như ý muốn. Đồng thời trong thời gian này thì người tuổi Sửu nên cẩn trọng giao tiếp để tránh những chuyện thị phi không đáng có. Nếu muốn đầu tư kinh doanh thì Sửu nên để sang tháng tiếp theo sẽ có vận trình tốt hơn để đầu tư kinh doanh. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Ngọ. Theo tử vi ngày mới cho biết thì trong 10 ngày tới thì có những người tuổi Ngọ đã có dấu hiệu ảm đạm kém sắc hơn so với những tháng trước. Trong thời gian này do gặp phải vận xấu nên người tuổi Ngọ sẽ không thể dễ dàng đạt được những điều thuận lợi trong công việc. Họ sẽ gặp khá nhiều trở ngại do là tinh thần làm việc giảm sút, thiếu ý tưởng sáng tạo, bế tắc trong các điều hành. Và các vấn đề mà bản mệnh sẽ gặp phải trong 10 ngày tới đây, hãy dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình công việc sẽ hạn chế phần nào tình trạng rối ren trên, từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả trong công việc. Và theo tử vi
10 ngày tới ở trên lĩnh vực tài chính giữ mức độ ổn định là tốt. Tài vận thì có phần giảm sút, vận may tiền bạc của người tuổi Ngọ không nhiều. Đừng trông chờ vào các trò chơi may rủi kẻo mà tiền mất tật mang đó. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.